Dạ vâng, xin chào các bác nhé. Nhu cầu của bác hỏi mic đúng không ạ? Đây em lên anh cho mấy bác này nhá. Mic có dây. Này ở đây thì em có hai cái loại mic này, là mic của hãng Tomahawk nhá. Đấy, Tomahawk. Đây, cái dòng này Tomahawk này thì nó có hai đời các bác nhá. Nó sẽ có hai đời. Đấy, đây các bác nhìn này. Đấy, hai cái đời nó sẽ nhìn nó khác nhau nhá, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà ở đây thì hàng đấy thì đều là hàng hàng rất là xịn nha, hàng loại 1 các bác nhá. Đấy thì nhiều bác hỏi em là thế hàng loại 1 là hàng như thế nào? Thì đây là hàng Trung Quốc Tomahawk, thì nó sẽ có hàng Trung Quốc và nó sẽ có 3 loại, loại 1, loại 2, loại 3. Thì hàng anh em nhập vào đây nó là hàng loại 1 và bán rất là nhiều rồi. Và cái này thì nhà em chủ yếu là bán buôn chứ cũng không bán lẻ như này. Nhưng mà thỉnh thoảng em quay bán buôn thì là có mấy bác có hỏi lẻ thì em quay lẻ cho các bác nhá. Đấy, và nhà em bán lẻ cũng rẻ như bán buôn nhá. Đấy, để bằng giá bán buôn luôn. Thì đây nhá, cách phân biệt là hàng loại 1 và loại 2 các bác nhá, loại 3 nhá. Thì loại 1 thì nó sẽ khác như này, nó tức là nó in nhá. Nó in chìm luôn trong này. Đây các bác sờ nó sẽ thấy sạn 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 này. Đấy, sờ nó thấy sạn sạn này. Tức là nó in chìm trên cái tay mic luôn. Đấy thì các bác cầm hay làm cái gì không bao giờ nó bong được. Được chưa ạ? Còn hàng loại 2. Hàng loại 2 là gì? Hàng loại 2 là nó sẽ in mực. Các bác nhá. Nó sẽ in in mực trên một cái túi bóng. Kiểu như dạng này này, xong nó dán vào đây này, in như trên băng dính ấy, nó sẽ dán vào đây. Thế là các bác cầm sẽ lâu ngày nó sẽ bong mất cái chữ Tomahawk. Đấy. Còn một cái loại 3 ấy, là cái loại 3 nó in mực trực tiếp trên này. Tức là nó lấy mực nó viết lên kiểu như mình cầm bút mình viết lên ấy. Đấy, và cái loại đấy thì nó sẽ nhanh bong hơn. Và cầm nó sẽ bong mất cái mực đấy. Đấy, và nhìn nó mất cái độ sang. Còn những cái loại này là hàng loại 1, hàng chất lượng thì nó sẽ như thế này. Nó sẽ in chìm như này và các bác cầm như này thoải mái. Và các bác cầm đến bao giờ gọi là mòn tay các bác chứ không bao giờ sợ mất cái chữ này nhá. Tức là cầm đến mức độ mà cái tay của các bác nó mòn đi rồi ấy, thì cái chữ này là vẫn nguyên xì, nó không mòn đi được. Đấy, bởi vì nó in chìm bên trong. Đấy. Và hàng loại 1 thì đây, nó rất là xịn, các bác nhìn loại thiết kế nó rất là đẹp. Đấy. Và cái này hát rất là hay nhá. Hát rất là hay và đây là khách hàng nhà em đã dùng và phản hồi rồi, chứ không phải là nhà em khen hay nhá. Nhà mình bán hàng mà khen hay là dở luôn các bác nhá. Nhà mình mà bán hàng mà tự khen hàng thì mình hay là dở ngay. Đấy, mà là phải khen dựa trên gì ạ? Dựa trên khách hàng đánh giá. Đấy, dựa trên sự đánh giá của khách hàng. Đấy, chứ còn em mà khen hay, em bán hay thì thôi. Ba hôm thì các bác đập vào mặt em ngay, bởi vì là cái của em hát thì đúng là em phải khen giọng em hay đúng không ạ? Đấy, nhưng mà phải là khách hàng 10 bác khen, 100 bác khen thì lúc đấy mới là hàng nó mới hay thực sự. Đấy. Nó phải dựa trên sự đánh giá của khách hàng. Đấy. Và tất cả những cái gì mà em đã nói ở đây đều là nhận định của khách hàng hết nhá, chứ không phải là em nói nhá. Đấy, và khách hàng dùng rồi và trải nghiệm rồi. Có những bác mua tới nhà em 5 cái. Thực chất là bác không dùng hết 5 cái nhưng mà bác mua cho anh em bạn bè. Đấy, bác về bác hát thử một cái bác thấy ok hay, thế là bác lại quay lại bác bảo để cho anh thêm 2 3 cái nữa và anh tặng cho mấy ông bạn. Đấy. Thậm chí là có những cái chị mà làm vệ sinh lao động đường, quét đường ở ngoài nhà em này, đường Nguyễn Hoàng này, cũng vào đây mua. Đấy. Có chị chỉ bảo là chị có 2 cái rồi nhưng mà nó bị gãy, thế là cứ buộc băng dính vào hát nó chập chà trần, thì tôi mới để chị một cái. Thế hát xong rồi chị bảo ô cái này hát hay em ạ, mà giá thành hợp lý rẻ đấy. Thế là hôm sau chị lại mua thêm một cái nữa. Đấy, thế là để hai mẹ con xong ca. Em có cả cái video quay cái chị rồi đấy, thì các bác có thể vào xem nhá. Đấy, chị ngồi chị test mic ấy, em cắm vào loa kéo cho chị test thử mà chị còn khen hay cơ. Đấy. Thế là các bác biết rồi nhá. Còn những cái dòng này thì các bác đây này, nó xịn ở cái chỗ này nữa này. Đó là đây này. Đấy, bình thường nếu như các mic khác nhá, các bác cầm đây này, nó sẽ nhìn thấy cả vân tay, nhưng các bác nhìn con này này, không có vân tay đúng không ạ? Đó, hàng nó xịn nó khác nhá. Đây này, nó có gọi là cái chất liệu chống bám vân tay rất là hay. Đây, bình thường như tay bác làm mà mồ hôi như tay em nhá, cầm vào này, đảm bảo bác nhìn thấy ngay đúng không ạ? Đây, nhìn góc nghiêng, kể nhìn thẳng này cũng thấy, nhưng mà nếu mà muốn thấy rõ nét là nhìn góc nghiêng. Đây, que sáng và nhìn góc nghiêng này lộ hết, nhưng mà các bác thấy không ạ? Này, không hề bám vân tay nhá, không hề bám vân tay, không hề bám bụi. Đó, tức là cái hàng này nó là gia công rất chuẩn. Hàng loại 1 mà nó phải làm rất là cẩn thận, rất là cầu kỳ. Đấy, thế nên là có yên tâm nhá. Đấy, thì bác nào mà kể cả đang có mic không dây rồi thì cũng có thể lấy 1 đến 2 cái như này về để làm gì, để đặt sơ cua ở đấy. Biết đâu một ngày đẹp trời mic của các bác hết pin, nhưng mà trong khi đó rời mưa mình lại ngại ra ngoài, thì mình có thể lấy con này sơ cua hát tạo. Hoặc cái mic nó đang trục trặc thì mình cũng có thể lấy con này rồi mình đi mình sửa con kia sau. Đó. Mà giá rất rẻ, ví dụ như con Tomahawk này nhá. Đây con Tomahawk loại cái con này đời đầu này, của nó thì là 270 nhá. Đấy, 270 đời đầu. Còn cái đời này đời cải tiến hơn, nhìn nó đẹp hơn này thì 290. Quá rẻ đúng không các bác? Mua này quá rẻ.
một cái mic không dây các bác mua tầm khoảng 2,7 triệu đến 3 triệu, thậm chí là có những cái bộ 4 triệu đấy, mà con này nó chỉ có 270-290 thôi mà hát lại ngang cơ với những cái con đấy thì tội gì không chơi, đúng không các bác, tội gì không chơi đấy. Thì mua lên 1-2 bộ một số cua để phòng nhá. 290 là cái loại này các bác nhá, cái loại này chuôi lên dài hơn này, này này đấy, trông bóng vân tay, và cái loại này thì cũng trông bóng vân tay và cổ nó sẽ ngắn hơn một chút này đấy. Chất lượng thì cũng 1,9-1,10 thôi, con này 10 thì con này cũng 9 nhá, chứ không kém cạnh gì nhau đâu. Đấy thì bác nào lấy loại nào thì alo cho em nhá. Vâng. Xin chào các bác. Loại là một loại là cổ dài, một loại là cổ ngắn các bác nhá. Đấy thì các bác là chốt thì báo cho anh con tôm hốc cổ dài. Đấy bác nào chốt thì báo cho anh con tôm hốc cổ ngắn nhá. Con cổ dài là 290, cổ ngắn là 270. Vâng. Xin chào các bác.